Xin chào tất cả quý vị. Sau khi thực hiện xong hai chuyến cáp treo và chinh phục 520m cái đường sườn núi với những cái bậc đá mà quý vị đang nhìn thấy như thế này, thì Thịnh Nguyễn đã có mặt ở khu vực của đỉnh Thiên Yên Tử. Và cái nơi đây với độ cao là 1068m so với mực nước biển, và là một trong những địa điểm mà các du khách cũng như bá tánh thập phương, những người đến để vãn cảnh chùa Yên Tử đều muốn đặt chân đến đây để đến được cái ngôi chùa mang tên chữ là Thiên Trúc, và với dân gian sau này và mọi người đều gọi với một cái tên rất quen thuộc, đó là chùa Đồng, nằm trên đỉnh Yên Tử này. Để quý vị thấy với độ cao này thì nơi đây thường xuyên, hầu như là quanh năm, luôn luôn có một cái bầu không khí với mây mù bao quanh như thế này. Và quý vị đang bắt đầu nhìn thấy và chiêm ngưỡng cái ngôi chùa được xây dựng, được đúc hoàn toàn bằng đồng, và toàn bộ những cái kết cấu, những chi tiết đây được đúc ở dưới chân ngọn núi và sau đó di chuyển lên đây để lắp ráp. Đồng thì được nhập từ bên Úc đem về, còn các cái nghệ nhân thì được từ làng đúc đồng Ý Yên, Nam Định ra đây với cái khối lượng là hơn 70 tấn đồng, quý vị thấy. Và phía bên trong thì thờ bức tượng chính lớn nhất, đó là bức tượng của Phật Thích Ca Mâu Ni. Bên phía trước nữa đó là cái bộ tượng, ba bức tượng của Trúc Lâm Tam Tổ. Thì nơi đây, ngôi chùa này được chính thức xây dựng bằng đồng như thế này vào năm 2007. Quý vị thấy nếu dịp cuối tuần thì lên đây rất đông. Và nếu quý vị có lên đây thì cũng nhớ cẩn thận, vì xung quanh nó là những cái vực thẳm rất là sâu, và cái mỏm đá thì treo leo rất là nguy hiểm. Đấy, quý vị nhìn thấy bây giờ người ta cũng đang cố gắng làm những cái lan can bằng đồng xung quanh để đảm bảo an toàn hơn. Đó là một vài hình ảnh về chùa Đồng mùa lễ hội năm 2019, tức là sau Tết Nguyên Đán quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo của Thịnh Nguyễn.